Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án IEO và các dự án iRobot. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Thưa các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một dự án đến từ nền tảng KuCoin. Như các bạn đã biết là hôm nay mình có một cái pro về dự án Xtest, một trong dự án rất là hot ở trong cộng đồng hiện nay. Dự án Xtest là một dự án IDO trong dự án IDO đầu tiên chúng ta được chia sẻ trên kênh chúng ta. Các bạn có thể thấy là hiện nay thì dự án đang giá rất là tốt ở trên các sàn giao dịch. Giá của nó đã một tăng một cách ngoạn mục luôn. Mình thì xả được mức giá 2.8 nếu giờ còn đang tiếc. Giá của nó hiện tại đang là 3.83 và trong cái chương trình iDrop này thì bạn sẽ nhận được phần thưởng đó là token Xtest. Với 50 người may mắn mỗi người sẽ nhận 20 đô. Thế thì tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần phải có một tài khoản ở trên nền tảng KuCoin. Sau khi các bạn đã đăng ký tài khoản rồi thì các bạn sang link tiếp theo. Link này thì nó rất là dễ làm thôi. Đối với một cái dự án sàn giao dịch kiểu này ấy, thì nó sẽ không có nhiều người làm lắm nên là các bạn có xác suất cạnh tranh cao. Hiện tại các bạn thấy là số bài đăng close tweet và retweet thì nó không có nhiều. Đấy thì cái này rất đơn giản các bạn nhé. Chúng ta sẽ thao tác như sau này. Đây. Chúng ta sẽ vào link sự kiện này. Ở trong đây nó rất là rõ ràng. Chúng ta sẽ mở phần KuCoin và mở Xtest ra. Hai trang này chúng ta tiến hành follow nhá, được chưa? Đấy. Rồi, còn là phần retweet và test này. Test 3 người này. Này này. Chọn close tweet này. Chúng ta sẽ test người dùng vào đây nữa này. Test vào đây này. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể bình luận một chút. Ta sẽ bình luận một chút nữa. Chúng ta copy bài đăng này. Paste đây. Và chúng ta sẽ nút ấn rep ni. Rồi sau đó thì chúng ta trở lại đây. Chúng ta sẽ khai báo thông tin UID của sàn KuCoin. Chúng ta copy phần UID. Chúng ta ấn vào phần profile. Copy username ngay tên ta. Sau đó các bạn paste vào đây. Và chúng ta sẽ gửi thông tin lên. Thế chúng ta có thể xem qua những thông tin xem chúng ta có còn thiếu phần nào không. Mà thấy là chắc là đủ rồi. Không có gì là khó đúng không ạ. Rất dễ, dự án rất dễ làm. Rồi vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về một dự án Xtest, một trong những dự án đang rất hot trong cộng đồng hiện nay, là một dự án IDO đầu tiên được chia sẻ ở trên kênh IDO của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn, cảm ơn em theo dõi video và chào các bạn trong các video tiếp theo.